Trong quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tổng công ty Lâm nghiệp và Tổng công ty Trẻ, thanh tra chính phủ phát hiện 12 vụ việc có dấu hiệu sai phạm hình sự. Thanh tra chính phủ TTCP đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Trẻ Việt Nam. Tại bản kết luận này, TTCP đã kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra xác minh xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm trong việc sử dụng nhà, đất công sản tại 12 địa điểm, gồm số 67 Ngô Thì Nhậm Quy, 2 Bà Trưng, Hà Nội, số 25 D Cát Linh Quy, Đống Đa, Hà Nội, khu đất 1.500m2 tại Trần Khát Chân Quy, 2 Bà Trưng, Hà Nội, số 59 An Bình P, 6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quy, 3, thành phố Hồ Chí Minh, khu đất 15.000m2 tại phố Trần Khát Chân, quận 2 Bà Trưng, Hà Nội, khu Cổ Loa, xã Việt Hùng, H. Đông Anh, Hà Nội, số 126 phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, số 341P, Vạn Mỹ Quy, Đồ Sơn, TP, Hải Phòng, cùng một số khu đất khác tại Hòa Bình và Sơn La. Theo TTCP, ba tập đoàn, tổng công ty nêu trên được nhà nước giao quyền quản lý, sử dụng diện tích rất lớn về đất đai tại 30 tỉnh, thành phố nhưng đã để xảy ra nhiều sai phạm như bị lấn chiếm với diện tích lớn, sử dụng sai mục đích gây lãng phí, thậm chí cho phép chuyển đổi trái quy định gây thất thoát tài sản nhà nước. Cụ thể, đến 31 tháng 12 năm 2017, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam có 842 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc đối tượng phải xử lý, sắp xếp lại hơn 1.200 hectare đất và gần 1.200m2 nhà. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã cho thuê một phần diện tích văn phòng làm việc chưa đúng quy định của luật đất đai, cho mượn đất làm nhà rồi bị dân lấn chiếm đến nay chưa thu hồi được. Đặc biệt, công ty tài chính Cao su đã mua tài sản là nhà, đất không đúng quy định pháp luật như không tiến hành đấu thầu, ký hợp đồng mua tài sản khi chưa lập dự án đầu tư. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam có 83 cơ sở nhà, đất và đã sắp xếp xử lý được 7 cơ sở. Trong đó, tại thửa đất số 67 Ngô Thì Nhậm Quy, 2 Bà Trưng là khu đất có vị trí đắc địa tại Hà Nội nhưng đã chuyển nhượng lại cho công ty CP Thương mại Lâm sản Hà Nội. TTCP xác định việc chuyển nhượng này là vi phạm nhiều quy định pháp luật. Tổng công ty Trẻ Việt Nam đã đưa 12 khu đất vào liên doanh, liên kết cho thuê lại đất không đúng quy định, thoái vốn không thông qua đấu giá, vi phạm quy định đất đai. Cụ thể, tại số 25 D Cát Linh Quy, Đống Đa, Hà Nội, với diện tích 60.9m2 do Tổng công ty Trẻ Việt Nam ký hợp đồng với sở TNMT thuê có thu tiền thuê đất hàng năm. Sau đó, cơ sở nhà đất này được đem góp vốn liên doanh liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Nhật Minh để xây dựng khu nhà trung tâm thương mại và dịch vụ. Đến nay, Tổng công ty Trẻ Việt Nam đã thoái vốn và toàn bộ tài sản này đã được chuyển giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Nhật Minh quản lý sử dụng.